Thưa quý vị, thưa các bạn, Sơn La được ví như Đà Lạt tại miền Bắc vì có điều kiện khí hậu thời tiết phù hợp để canh tác các sản phẩm nông sản chất lượng cao. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại sâu rộng, nông sản thực phẩm an toàn Sơn La đang từng bước chinh phục người tiêu dùng bởi chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Là một trong những tập đoàn phân phối bán lẻ lớn tại Việt Nam, trong những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đơn vị này đã kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và bà con nông dân Sơn La, đưa nông sản tới tay người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng sản lượng tiêu thụ nông sản Sơn La tại các chuỗi siêu thị của tập đoàn vẫn đạt hơn 1.000 tấn. Hiện 60 mặt hàng nông sản thực phẩm an toàn của tỉnh Sơn La được bày bán thường xuyên trên kệ hàng trong hệ thống siêu thị của đơn vị trên cả nước. Sản lượng sản phẩm nông sản Sơn La năm 2021 đã đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng như là bắp cải tăng trưởng 80 lần so với năm 2020. Trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức xúc tiến rất là nhiều tuần hàng cùng với tỉnh Sơn La. Nông sản cũng như thực phẩm an toàn được bà con đánh giá rất là cao do là thực phẩm và nông sản rất là chất lượng. Ngoài ra đáp ứng được những cái tiêu chuẩn an toàn chất lượng như Global Gap, Việt Gap, chúng tôi cũng mong mỏi là các nhà vườn giữ ổn định cái sự sản lượng của mình để cho cái khi mà có nhu cầu cao thì chúng ta có thể đáp ứng được ngay. Hiện giờ thì như chúng tôi nói, trong tình hình dịch bệnh như thế này thì cái quan trọng là cái an toàn thực phẩm và cái độ ổn định của cái nguồn cung. Hiện tổng diện tích nông sản của tỉnh Sơn La đạt hơn 87.000 ha, sản lượng gần 450 triệu tấn. Khoảng hơn 200 các loại mặt hàng nông sản của Sơn La đã được cấp mã số vùng trồng với diện tích gần 4.850 ha. 33 cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 20.000 ha áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp Việt Gap, Global Gap, Organic, duy trì phát triển được 210 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn. Toàn tỉnh hiện cũng có tới gần 700 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có hơn 30% hợp tác xã có ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. 27 sản phẩm nông sản mang địa danh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Nhiều mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các hộ nông dân sản xuất gắn với nhà máy chế biến nông sản đang hoạt động có hiệu quả. Với mục đích là tập hợp tất cả các vườn dâu của bà con lại để đưa về cùng một quy trình sản xuất, hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất đồng bộ để đưa ra cái quy cách sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiêu thụ ra thị trường. Và rất là may rằng là khi mà triển khai thị trường tại thời điểm năm ngoái, tại tất cả các hệ thống siêu thị, các hệ thống bán hàng online cũng như các cửa hàng thực phẩm sạch, thì dâu tây Sơn La đã khẳng định được vị thế của mình, đã chiếm lĩnh được thị trường của dâu Hàn Quốc. Chúng tôi thì lại không phân biệt giữa hàng xuất khẩu và hàng xuất trong thị trường nội địa, mà chúng tôi chỉ đưa ra một cái tiêu chí duy nhất là hàng đạt tiêu chuẩn như thế nào để đến tay khách hàng. Và nhưng mà chúng tôi tự tin một điều rằng là khách hàng của Việt Nam chúng ta chấp nhận cái chất lượng đấy, thì cái chất lượng đó chúng tôi cũng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu luôn. Chúng tôi có cái lợi thế là chúng tôi cơ bản là chế biến khô, hầu như sản phẩm tôi là đang đi với xu hướng là chủ yếu là sản phẩm trong bằng hữu cơ đấy, đảm bảo với các tiêu chuẩn ISO. Chủ trương của tỉnh cũng hỗ trợ cho hợp tác xã rất nhiều về cái vấn đề là máy móc, về những cái điều kiện để hỗ trợ các hợp tác xã để tập trung máy móc, chủ yếu là tập trung sơ chế khô, nên từ đấy sản lượng và doanh thu của chúng tôi rất là đạt. Năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại điện tử, đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và các quy định khác của pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử nhằm tiếp cận, kết nối với nhiều đối tác tiềm năng để thích ứng với dịch COVID-19, duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối với các sản phẩm trái cây tươi, cập nhật, cung cấp các thông tin dự báo thị trường để định hướng tổ chức sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử, phần mềm quản lý khách hàng, hỗ trợ tham dự trưng bày giới thiệu tại các hội nghị kết nối giao thương, tuần hàng nông sản an toàn, hội chợ triển lãm do các bộ ngành tổ chức, phối hợp với các tỉnh, thành phố có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm nông sản lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An để kết nối, đưa các sản phẩm nông sản vào tiêu thụ tại các khu công nghiệp,
các hệ thống phân phối lớn, v.v. Trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tham mưu cho Sở Kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến, đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông và chú trọng đến công tác tập huấn và đưa bán hàng trực tuyến trên cái sàn thương mại điện tử. Và đặc biệt là khi mà tình hình dịch bệnh COVID được kiểm soát thì chúng tôi sẽ phối hợp với Postmart để tập huấn cho bà con nhân dân ở Mường La để bán hàng trực tuyến, cũng như là tập huấn để đưa cái sản phẩm thương mại bán hàng trực tuyến cái Táo Đại và những cái chuỗi sản phẩm nông sản của chúng tôi hiện nay thì đã được đưa vào các cái chuỗi siêu thị lớn như Bixi rồi Aeon, Lotte và một số cái siêu thị của Mega Market, góp phần thúc đẩy cái tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La. Ngoài việc tích cực mở rộng tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước, năm 2022, toàn tỉnh Sơn La cũng phấn đấu xuất khẩu 162 triệu đô la Mỹ các mặt hàng nông sản, tăng hơn 11 triệu đô la Mỹ so với năm 2021. Hy vọng với việc đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, Sơn La sẽ đạt và vượt mục tiêu đã đề ra trong tiêu thụ hàng nông sản.